Chào mọi người, hôm nay thì là mình sẽ gửi mọi người một cái trận đấu ở tài khoản 22 này. Nhưng mà trước khi vào trận đấu thì là sơ qua cái giải đấu này là một cái giải đấu kỷ niệm sinh nhật của nhà phát hành, và có thể là sẽ từ đây trở đi có thể là mỗi năm nhà phát hành sẽ lại cho ra cái giải này một lần vào cái dịp tầm này, tầm cuối tháng 3 năm trước, à cuối tháng 4 nhầm, năm trước cũng tầm này là có giải. Và cái giải đấu này thì nó sẽ yêu cầu đây mọi người những cái điều kiện nó ở phía bên đây này. Chúng tôi đang tặng những món quà ngày sinh nhật này, các thứ này, và cái nhiệm vụ là phá hủy căn cứ vô địch, nghĩa là giải này đánh đến chết thì thôi, đánh như một trận đấu PVP thì phải, không biết có đúng không, khi mà mình chưa thấy có thêm một cái điều kiện thắng nào khác cả. Và nếu mà có thì chúng ta cùng vào trận để xem nó có gì nhá. Có thể sẽ có thùng quà đấy. Đây là một trận đấu mà hôm trước anh Đạt chơi và bị chơi ở trên livestream và bị trục trặc gì đó và ngắt livestream. Thì mình sẽ cho mọi người cùng xem lại cũng như là cập nhật luôn cái giải đấu này xem nó như thế nào. Đây thì là sẽ được chơi ở trên một cái map mới. Không biết là hai cái map còn lại là như thế nào, vì thường thường mỗi giải là ba map. Đấy. Chưa có giải nào mà chỉ có hai map hoặc là cái giải nào lên đến 4 map cả. À, mọi người thì vừa mỗi map thì mọi người sẽ có cái cách triển khai làm sao cho tối ưu nhất. Map này thì sẽ không có tài nguyên trên biển. Đấy. Ở đây thì cái hộp mà có cái điểm, vâng, tự nhiên mình thấy xuất hiện vài cái điểm gì đó, mình cũng chưa hiểu là cái này nó như thế nào cả, nên mình ấn vào cái mục tiêu chính và thông tin thêm đây thì sao nào. Số lượng hộp quà có giới hạn trong mỗi trận, có thể mở các hộp quà đã chiếm được sau trận chiến. Mỗi thùng tài nguyên chiếm được sẽ di chuyển điểm nơi mà hộp quà xuất hiện tới gần cơ sở đích hơn. Cái này hình như là mình ăn được nhiều tài nguyên hơn thì là cái hộp này nó gần bên nhà 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 địch hơn thì phải. Năm trước hình như cũng thế, có cái hộp tài nguyên này này. Tuy nhiên thì cái hộp tài nguyên này mình nhặt được nó chỉ gia tăng tài nguyên thôi, chứ nó không gia tăng cái sức mạnh gì cả. Nó cũng không cho mình là ví dụ mình nhặt được nhiều hộp mà mình giành chiến thắng thì nó cũng không có cái kiểu như thế, mà nó chỉ cung cấp tài nguyên cho mình thôi. Trong trong khi cái hộp to này đang được nhặt thì nó sẽ luôn có những cái hộp bé. Giải này hình như mình nhớ là giống như năm trước thì phải. Mình bắt đầu nhớ lại cái năm trước giải đấu nó diễn ra như nào rồi. Nó sẽ có các cái hộp nhỏ ở trên khắp bản đồ, và khi mà hộp nhỏ mình nhặt được ấy, thì bên nào nhặt nhiều hộp nhỏ hơn thì cái hộp to này nó sẽ gần ở phía bên nhặt được ít hộp hơn. Đấy. Chúng ta sẽ phải tranh chấp hộp. Cái này thì mình nghĩ là bên xanh hoàn toàn có thể chơi phòng thủ và cứ đợi hộp to gần nhà mình tiêu được quân ra nhặt thôi. Bên đỏ thì cũng có thể là chơi quản map và cố gắng nhặt hộp bé. Sang đây tranh chấp thì cũng khá là tốn quân này, như mọi người thấy đã sang đây tranh chấp rất tốn quân, vì quân từ nhà địch ra thì ngay đây còn quân nhà mình chạy sang rất mất thời gian. Và cái hộp này mình nghĩ là nó cũng không nhiều tài nguyên đâu, khi mình nhặt hết các hộp nhỏ ở viền xung quanh rồi thì cái hộp to này tài nguyên của nó mình nghĩ nó không nhiều. Và mọi người hoàn toàn có thể chơi theo kiểu là đừng có nhặt hộp bé, cứ để cho nó nhiều nến này này, không nhặt nhé, cứ để yên, đừng có nhặt ngay. Thì cái lúc mà đấy mọi người thấy không, nhặt được 10 cái hộp mà nhặt được cái hộp to nhặt xong thì sau khi hộp to nhặt xong thì chúng ta sẽ nhặt 10 cái hộp nhỏ. Bên nào nhặt 10 hộp nhỏ trước thì là cái vị trí này đấy, mọi người nó thấy thay đổi, bên mình nhặt được nhiều hơn thì nó lại cứ đẩy dần sang bên kia. Thì mình nếu có nhặt mình cứ để yên đấy thôi, vì cái hộp mà nhỏ ấy, nó cứ sẽ xuất hiện, nghĩa là nó không giới hạn, và mình sẽ có lãi theo kiểu nếu mình quản được map ấy thì là mình cứ để nó xuất hiện đến khoảng tầm 15 20 hộp gì đấy mình mới nhặt, thì đến lúc đó cái hộp to sẽ ở phía bên nhà địch gần hơn, thì lúc quân địch ra nhặt cái hộp to đấy nó cũng chỉ rơi khoảng tầm 500 tài nguyên chẳng hạn, 400 500 tài nguyên gì chẳng hạn, trong khi những cái hộp nhỏ mình nhặt một hộp đâu đó hình như cũng 80 90 tài nguyên gì đấy. Đấy thì là mình nhặt được mười mấy hộp thì là nó được một lượng tài nguyên cực kỳ khổng lồ luôn, nhưng mà mình nên giữ lại nhé, như mình đã nói sẽ giữ lại cái hộp mình không nhặt, mình cứ đứng ở cạnh hộp ấy thôi. Đấy, sau đó thì là cái điểm này ấy, nó sẽ ở giữa và mình đợi khoảng tầm mười mấy hộp thì mình bắt đầu nhặt, nó sẽ lãi hơn rất là nhiều. Lúc này hai bên bắt đầu là có những cái sự ra quân ở trung tâm chỉ cấp 3. Với lực lượng quân của hai bên thì chắc chắn là bên sẽ là máy bay là cái lực lượng chủ chốt đã, còn về
các cái loại quân khác thì với bên đỏ thì sẽ là Jaguar và nhím, còn với bên xanh ấy, thì sẽ là đây như thanh niên này chơi thì là T21 và có thể là xe phòng không nữa. Mình thì đây anh Đạt là không để nhặt hộp nên là đã để bên kia nhặt được. Thế nhưng mà lúc đấy thì cái hộp to lại đẩy sang mình. Và có một kiểu nữa để cho mình nhiều tài nguyên nhất. Nếu mình vẫn quản được map nhé, thì hộp to này mình đừng có nhặt. Nếu mà nó gần nhà mình đừng có nhặt, kệ nó. Thì là lúc đó các cái hộp ở trên map ấy, nó vẫn sẽ xuất hiện và mình nhặt thoải mái luôn. Và mình không lo cái vấn đề nào quân địch sẽ nhặt được cái hộp to này. Đấy, không phải mất vấn đề tranh chấp hộp to là nhiều, cần tranh chấp hộp nhỏ thôi. Và với đỏ có những con lính đứng trong bụi như này anh Đạt đang làm, thì cái việc có thể lụm được hộp nhỏ nó khá là dễ dàng khi mà nếu mà lượng tầm nhìn mình đủ, mình rải ra tốt. Đấy, như đây mình mới nhặt cái thì nó lệch sang bên kia rồi, rất là mất việc đúng không? Đấy, nhặt thêm này, nó lệch gần bên phía nhà địch hơn. Đấy. Thì đây là cái mà mọi người có thể tùy chỉnh. Mình nói thì không biết mọi người có hiểu không, vì mình nói theo ý hiểu của mình thôi, chứ mình cũng không nói biết làm sao để cho mọi người hiểu một cách chuẩn chỉ nhất. Đấy. Ở đây thì bên kia chơi T21 kẹp xe phòng không. Đây là một cái bài đánh nó cực kỳ nó mất dạy và khó chịu ngay ở rank tướng luôn. Vì T21 và xe phòng không là hai cái đơn vị có quân số chỉ có hai thôi. Hai con này nó bằng số lượng quân số của một con Jaguar rồi. Hình như là Jaguar mất 5 quân số cơ, nó còn hơn cơ. À, nó còn ít hơn cơ. Đấy thì mà cái chất lượng khả năng của nó đem lại rất là cao. Như nhím thì mọi người biết là nó có thêm cái súng máy đúng không? Mà súng máy thì rank tướng lại không giải quyết vấn đề gì cả. Sát thương của nó rất là ít và nó chỉ mang tính chất là để phòng không là chính thôi, chứ còn để đi tấn công cùng thì này. Tất nhiên trong một vài tình huống thì nó rỉa lính cũng khá là tốt, nhưng mà nó không thể bằng xe hồ xanh được nếu mà trong cái phương diện phòng không. Xe của xanh thì đã rẻ hơn, quân số ít hơn mà cái chất lượng phòng không lại tốt hơn rất là nhiều. Và thêm con T21 nữa, T21 nếu mà đánh tướng mọi người biết bài cáp đánh rồi đúng không? T21 kẹp xe giáp thì bên đỏ chỉ có đứng thủ thì sẽ có cửa ăn được, chứ nếu mà đỏ mà xét quân đi công công bài kia không lại, vì khi mà đứng thủ ấy sẽ có thế đứng quân sẵn rồi, thế dàn quân sẵn rồi. Lúc đấy bên xanh lùa quân vào thì mình sẽ dễ chơi hơn, nhưng mà nếu mà mình đi công ấy thì mình sẽ không có thế phòng thủ thì sẽ rất là khó chơi. Còn bên kia thì với cái sự cơ động của T21 thì lùa quân gọi là chạy quanh quanh map rồi. Bên đây thì mọi người thấy bên mình anh Đạt chơi lính 2 với lại Giang Gu. Giang Gu thì không nhiều, lính 2 khá là đông. Nhưng bên kia thì 21 mọi người thấy không? Cực kỳ nhiều luôn, và quân của mình này chết như ngả rạ luôn, không có khả năng chống cự. Bên kia nó kèm thêm vài con lính 1 nữa. Thì 21 nó vừa rẻ, chất lượng nó vừa ngon nữa thì là khói không khó chơi. Và không biết là bên kia 26 thì nó có nâng được gì nhiều không, chứ bên mình cũng chỉ đến 22 là mắc thôi. Lính 2 thì không có nâng gì ở 22 nhiều cả. Chỉ có Giang Gua cũng đại khái là chủ lực là mắc. Còn lính 2 thì trong trường hợp này thì ra để phòng thủ tạm thôi, chứ nó cũng không thể nào mà giải quyết được cái vấn đề là chơi lại T21, vì T21 nó có khả năng di chuyển khá là nhanh, điều quanh quanh được. Lính 2 muốn bắn thì phải lại lại phải chạy theo. Và cứ chạy theo một tí xong dừng lại bắn thì lại phải mất khoảng tầm 0,5 giây để khuỵu gối xuống để vào thế bắn ấy. Đấy, nó cũng rất là mất thời gian luôn. Bên mình thì mới chỉ có một khói thôi, chưa thêm đặt ra thêm. Anh Đạt đang ở trong thế thủ. Lúc đầu mình được ở trong thế đi công, mình được đi ra khỏi nhà, mình được quản map. Thế nhưng mà lúc này thì bên mình lại dần dần bị xoay về thế thủ khi mà bên kia đang có rất nhiều lợi thế. Và bên kia đâu đó có xe giáp rồi và nó đi một cái hướng vòng để tấn công nhà mình. Lượng T21 rất là đông và quân mình như này không đủ phòng thủ được. Mình nghĩ là như vậy, mà có phòng thủ được thì cũng tan nát tan hoang nhà luôn. Hay mọi người thấy T1 di chuyển khó chịu không? Nó có đi vòng lên trên đây, sau đó lại nó vòng xuống đầu này. Đấy, mình lại phải đi theo nhà nó. Vừa cơ động, sát thương vừa nhiều. Cái này đấy, cái hộp ngay trước nhà mình cũng chả thể nào mà nhặt được, mọi người thấy chưa? Một cái kiểu đánh không hề yếu một chút nào đến từ bên phía đối thủ, cực kỳ là khó chịu luôn. Rồi một pha để con xe giáp gọi là hơi ngáo ngơ của bên kia một chút, khiến cho bị bên mình rỉa đi, nhưng mà nó chỉ là một thiệt hại
khiến cho bên kia chậm bước tiến một chút thôi, chứ nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến cái việc là bên kia có thể ập vào nhà mình. Vì lúc này thì map gần như là mình vẫn có lính cắm ở các cái khu vực này, nhưng mà bên kia nó quản được map phần lớn hơn và lính mình chỉ đứng gần bụi thôi, có hộp gần bụi thì mình ăn được, hộp ngoài bụi thì bên kia lụm hết rồi. Bên kia phòng không máy bay rất là mạnh luôn, và bên mình phòng không khá là yếu, lượng máy bay ít. Nếu mà lượng máy bay khoảng tầm 7-8 con thì vừa rồi đám máy bay bên kia có thể là chết sạch rồi, vì là bay chung chung vào với nhau. Đấy. À, chỗ này thì là khu vực trên đây là một quả đồi này, và sẽ rất là lợi cho máy bay, vì khi mà máy lái máy bay bay đến tầm này thì phòng không mình mới bắn được, vì là bị đồi che mất rồi. Chứ còn bình thường là bay đến đây thôi là phòng không nó bắn được, nếu mà không có đồi che. Đấy, thì đấy là cái lý do tại sao những quả đồi đây nó rất là khó chịu là như vậy. Bên nhà mình thì chỉ dàn quân xong đợi ra phun quân thôi, và lại mất thế này, tài nguyên thì bị ít, và đang phải ra rất nhiều quân bộ, máy bay đang bị hạn chế lại. Và khi máy bay bị hạn chế thì cái khả năng bao quát map của mình nó cũng sẽ bị yếu đi. Bên kia cũng không công ngay, vì như mình đã nói rồi, bên mình đứng thế phòng thủ thì bên kia sẽ rất là khó công, không thể nào ăn ngay được. Nhưng mà bên mình mà đi công thì bên kia nó sẽ dễ ăn hơn rất là nhiều. Mọi người thấy bên kia bắt đầu sổ vào tấn công rồi, anh Đạt có một con khói thôi, tại sao lại không ra thêm nhỉ? Đây giờ mới ra thêm duy nhất một con khói, đúng là nên hai con thì sẽ dễ chơi hơn rất là nhiều. Một nửa quân của mình không được bao phủ, nếu mà mình đi công thì sẽ cần ra nhiều khói, thế nhưng mà ở phòng thế phòng thủ thì hai con khói nó sẽ giúp ích hơn rất là nhiều, khiến cho quân của mình đỡ bị cái sát thương ngay từ giai đoạn đầu. Và lúc này thì bên mình bị bên kia lùa thẳng T21 vào, nó đâu có cần chiến thuật gì đâu, nó đâu có cần kỹ năng điều quân đâu. Như đỏ thì là điều khói phải luồn nách, phải né cái này nách chỗ kia, nhưng mà không, xanh nó cứ lùa thẳng quân vào này. Thấy mọi người thấy không? Đấy, chưa thấy một cái chút gì sử dụng đến kỹ năng quá nhiều cả, nó chỉ là điều T21 vào xong là nó phá công trình nhà mình thôi. Loạt T21 đầu tiên thì bên địch bị chết sạch quân. Tuy nhiên thì đổi lại là quân mình cũng đâu có còn nhiều đâu, cũng như gần như là chết hết. Và bên kia thì vẫn còn rất là nhiều máy bay đang cố gắng là phá hủy mấy cái phòng không của bên nhà mình. Bên mình thì vẫn tiếp tục là full lính đến từ vị trí Minh Đạt, cả lính 1 nữa, lính 2, lính 1, lính 2. Cái xưởng xe chiến đấu đâu rồi? Thế như một cái xưởng xe chiến đấu cấp 3 bị phá hủy, kèm theo đó một cái nhà số máy bay nữa. Đấy. Bên kia thì máy bay có lượng rất là kinh luôn, và bên mình chưa có phương án đáp trả khi mà lượng phòng không của mình tuy là có đấy, thế nhưng mà nó lái rất là tốt, và máy bay của nó có thể là mắc nữa, không mắc thì cũng phải nâng được khá khá thì nó mới có một cái lượng sát thương cũng như là khả năng trâu bò nhất định. Ngoài thì anh Đạt đáp trả bằng cái việc là kéo quân sang tấn công với lính, chỉ có lính thôi. Bên kia thì nó cũng có khá là nhiều T21, nhưng mà T21 thì gây sát thương lính 2 bị giảm. Tuy nhiên thì lượng T21 có khá là nhiều, kéo đó việc là quân mình đứng trụ nữa thì máy bay của nó tấn công vào cũng sẽ rất là dễ dàng thôi, khiến cho bọn này bị mất một sát thương rất là lớn. Và mọi người thấy không? Lính này, lính 2 bắn cái nhà máy điện này cũng khá là lâu ấy chứ, thế này là lâu đấy, rất mất thời gian luôn. Nhím của mình có đưa lên gần hơn để cover tránh trường hợp bị máy bay 2 kia tấn công vào. Tuy nhiên thì máy bay của nó rất là mạnh, và nhím của mình thì cũng chưa phải là một số lượng đủ nhiều, bắt đầu đẩy thêm ở nhà được nhiều hơn khi mà đang sản xuất ra bởi các cái xe chuyên dụng rồi. Nhưng mà bên kia được máy bay 2 cũng rất là đông, nó hoàn toàn có thể rỉa đi bọn nhím này trước và tấn công vào lính 2. Rồi thanh niên này bắt đầu lái máy bay theo kiểu hình elip, nghĩa là lái bay kiểu này sẽ tối ưu hóa được lượng sát thương rất là nhiều. Và mọi người thấy đây cũng lúc nãy có một đám lính rất là đông, nhưng máy bay nó lượn khoảng ba bốn vòng thôi là chết sạch rồi. Khu dưới đây thì cũng chưa thể nào mà động vào được bọn T21 này, kẻ đã có khói đi kèm thì nó sẽ khác hơn rất là nhiều. Rồi bên kia đã bắt đầu có ném bom, và khi mà có ném bom bên mình không có máy bay 2 thì gần như là rất là khó chống, vì nếu như là bên đỏ bị bên đỏ lên máy bay xong là bên xanh phòng thủ với hệ thống phòng không ấy, thì nó rất là đơn giản thôi, vì phòng không của xanh nó bắn rất là rát và máy bay của đỏ ấy thì bay rất là chậm. Vì vậy là hoàn toàn thì phòng thủ bằng hệ thống phòng không thôi cũng được, chưa cần đến máy bay. Với xanh thì khác, xanh máy bay của nó bay rất là nhanh,
kể cả ném bom hay tiêm kích bay cực kỳ nhanh luôn, và cái lượng sát thương của nó gây ra lại nhiều đấy. Và hệ thống phòng không của đỏ thì sát thương gây ra lại ít đi, vì vậy là cũng rất khó để mà chơi. Lúc này thì những con lính của mình tỏ ra cũng chưa quá là hiệu quả, mình kia bắt đầu lùa T21 sâu hơn. Và mình nghĩ là T thằng này nó còn không điều quân đấy, vì là T21 chạy quanh quanh điều vòng vòng một chút thì là lính hai gây sát thương sẽ bị giảm đi, vì mọi người biết là ở tất cả các đơn vị nó đều có một cái thanh, đó chính là thanh chính xác, khả năng chính xác ấy. Thì với lính một thì là khả năng đáp mìn ấy, nó có thể bị hụt nhé, nếu mà cái đơn vị nó tấn công có tốc độ chạy đủ nhanh để né được. Lính hai cũng vậy, lính hai có thể bị né cái phát bắn nếu như là bên đơn vị kia chạy đủ nhanh, và kể cả là không chạy, trừ những cái đơn vị quá chậm thì không nói, nhưng mà T21 búp item lên thì nó chạy cũng rất là nhanh, và cái khả năng mà di chuyển của nó để né đạn ấy là có đấy, nếu bên kia chịu điều. Nhưng mà ở đây được búp bởi xe giáp rồi nên nó cũng không lo lắm. Bên mình thì với những con lính vẫn đang tỏ rất khó chịu, và bên kia đã phải rút quân khi mà xe giáp hết rồi. Ở nhà địch thì là cái lượng máy bay hai vẫn còn khá khá, chuyển hướng sang máy bay ném bom, nhưng mình nghĩ thanh niên này nãy giờ nếu máy bay hai đang hiệu quả thì không cần nên ném bom đâu. Còn anh Đạt thì cảm thấy là có đánh nữa thì cũng không thể nào mà giành chiến thắng được, và khá là tốn item. Vậy là anh Đạt đã quyết định đầu hàng luôn mà không đánh đến khi quân địch phá hủy nhà mình. Trận đấu thì kết thúc rồi. Cảm ơn đã xem nhé. Chào mọi người.